Mình mến chào chú chị và tất cả mọi người nha. Lời mở đầu cho mình chúc cả nhà mình luôn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Bữa nay thì mình chia sẻ cho cả nhà mình cách làm mồi đặt lợp ếch như thế nào nha. Thì lúc trước thì cũng có mấy anh chị, cô chú đã bình luận trên fanpage hoặc là trên YouTube của mình nữa cả nhà. Thì cũng kêu mình hướng dẫn chi tiết cách làm mồi đặt lợp ếch như thế nào nha. Thì bữa nay thì mình cũng chia sẻ cho cái nhà mình cùng xem luôn. Thì bài mồi này mình cũng đặt cũng lâu rồi cả nhà. Thì nói chung bài mồi này cũng vô rất là nhiều nha. Thì mình đặt thì chủ yếu là chỗ vườn bỏ hoang. Bỏ hoang mình đã kiếm ít già già cả nhà ơi. Tại bữa nay mưa gió quá cả nhà ơi. Có gì ồn ào thì mong cả nhà mình thông cảm nha. Tại mình ở dưới sau nhà cũng dưới vườn nha, vườn sau nhà nè cả nhà. Đấy, nghĩa là mình lại để chia sẻ thật tình cho cả nhà mình cùng xem. Đây cả nhà ơi, thì bữa nay thì mình có mua một mớ cá nha. Mình mua cá ở ngoài chợ cả nhà. Đây, cá này thì mình mua ở ngoài chợ. Một ký có 10.000, 15.000 cả nhà. Đây, cá này thì nói chung là mình để vô tủ lạnh cũng một ngày, hai ngày cả nhà. Tại mình mỗi lần mình mua thì mua cũng 2-3 ký. Mình làm thì mình đặt lợp thì có 15 cái à. Đây mình sử dụng bằng cá nha. Thì nói chung là cá nào cũng được hết trơn cả nhà. Cá sặc cũng được luôn, cá chốt cũng được luôn cả nhà. Lúc trước mình xài cá lau kiến luôn cả nhà. Bây giờ mình xài 2 con cua luôn nè cả nhà. Đây, con cua đồng nha. Với ngũ vị hương nè cả nhà. Ngũ vị hương mình xài 1 bịch nha. Với tỏi luôn cả nhà nè. Tỏi mình xài phần nửa củ. Còn này là dầu ăn cả nhà nè. Đây, đây là mỡ nha. Còn đây thì thân quay môn cả nhà. Thân quay môn thì nói chung là mồi của mình thì cũng hơi ít cả nhà. Mình xài thân quay môn, nếu mà mồi mình nhiều á thì mình khỏi cần xài khoai môn cũng được, thân khoai môn cũng được. Còn đi kéo, kéo chút xíu rồi mình cắt cá đó nha. Còn dao thì chút xíu mình bấm cái tỏi. Rồi giờ mình tiến hành làm cho cái nhà mình xem nha. Thì giờ mình sử dụng ngũ vị hương nè, tỏi nè, dầu ăn nè, cá và con cua cả nhà. Rồi giờ mình tiến hành cho cái nhà mình cùng xem nha. Thì chỗ con cua này thì mình làm riêng cái nhà ơi. Tại vì nói chung là YouTube nó cũng khó lắm cái nhà. Đây cái nhà, cá thì mình đã cắt xong nha. Còn con cua thì mình cũng bầm xong cái nhà. Thì con cua thì mình bầm cho nó nát luôn nha. Còn cá thì mình cắt khúc 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 nhỏ nhỏ lại cái nhà. Đây. Rồi giờ mình tiến hành mình bỏ ngũ vị hương vô nha, với đầu chuối nha. Với mình cắt nhỏ nhỏ thân quay môn cả nhà. Thì nói chung là mình chia sẻ thật tình cho cả nhà mình cùng xem luôn. Thì chia sẻ cho những cô chú anh chị nào chưa biết thôi. Còn cô chú anh chị nào biết rồi á thì xin hãy góp ý cho mình nhé. Để làm mình làm những video hay hơn cho cả nhà mình cùng xem. Cái nhà ngũ vị hương nè. Để vô nha. Xài một bịch luôn nha. Mình tỏi cái nhà ơi, mình băm lại. Tỏi thì mình băm lại cho nát nha. Thank you.
xài dầu chuối mà ống luôn cái nhà này. Con này thân quay môn cái nhà này, cắt nhỏ nhỏ ra cái nhà. Cái này để hút nước cái nhà nè, đây hút nước. Mình để cũng vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá cái nhà, nhiều quá cũng không tốt. Đây được rồi, cái nhà đây rồi, cuối cùng mình bỏ dầu ăn vô nha. Dầu ăn này thì nói chung là bỏ dầu ăn vô là nó xuống nước á, nó lan tỏa ra cả nhà. Mình để cũng vừa phải thôi đó, mình để chút xíu à. Xong cái nhà mình trộn cho nó đều nha. Đây cái nhà mình trộn cho nó đều nha. Cái này mồi của mình là đặt 15 cái lột cả nhà. 15 cái lột. Khoảng một ký cá thì nói chung là cá nào cũng được hết trơn cái nhà ơi. Đã xong rồi cái nhà. Rồi trong khi đó cái nhà mình ủ trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nha, cho con cá này nó sình lên cái nhà đây, cho nó hơi thúi 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 để dụ con ếch nó lại cái nhà. Đây mồi thì nói chung cũng hấp dẫn cả nhà. Thì bữa nay thì mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem, để như là mình có sao thì mình nói về nha. Rồi cả nhà mình đừng có tua nha cả nhà, tua thì nói chung là cũng không có biết gì đâu. Đây cả nhà, thì mình ủ lại thì trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nha. Thì nói chung là cá của mình cũng sình rồi cả nhà. Tại mình để tôi trong tủ lạnh cũng một ngày hai ngày. Còn cái thân khoai môn cả nhà. Đó, để hút cái nước lại cả nhà, tại vì con cá của mình thì nó ít, hơi ít. Nên để khoai môn vô để hút nước để giữ mùi hương trong cái lọt nha. Đây thì mồi này thì mình cũng có đặt ở chỗ đường Vương Bỏ Quang cái nhà. Vương Bỏ Quang thì cả nhà cũng xem mấy clip trước á, thì vô con ếch bự bự rất là nhiều luôn. Thì Vương Bỏ Quang thì con ếch già già không cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình cũng chia sẻ cách làm mồi đặt lợp ếch đến đây thôi cả nhà ơi. Rồi mình chúc cả nhà mình luôn đặt được nhiều con ếch nha, để giống như là mình. Rồi mình chúc cả nhà mình luôn thành công nha. Rồi bye bye và tạm biệt cả nhà.